Bà ngoại cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, nghẹn ngào nhớ lại, lúc đưa lên xe, cháu rất mạnh khỏe và cháu luôn ngồi ngay sau ghế lái. Cháu bé bị bỏ quên ngồi ngay sau ghế lái. Ngày 30 tháng 5, tại căn nhà nhỏ của bà D.T.H. bà ngoại của cháu T.U.H. sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, rất đông người thân, bạn bè đến chia sẻ nỗi đau với gia đình. Gạt dòng nước mắt, bà Hát nghẹn ngào chia sẻ, sáng ngày 29 tháng 5, bà là người trực tiếp đưa cháu Hát lên xe, lúc đó là 6 giờ 20 phút. Khi lên xe, cháu ngồi sau ghế lái xe và cháu hoàn toàn mạnh khỏe. Cháu Hát luôn luôn ngồi sau ghế lái xe trong nhiều năm qua, nên cứ lên xe là cháu ngồi chỗ này, bạn bè hay cô giáo đều biết, bà Hát cho hay. Được biết gia đình cháu T, ờ, ừ, Hát quê ở Nam Định và sang Thái Bình ở trọ. Bố mẹ cháu đã ly hôn, Mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cháu bé ở với bà và cậu. Gia đình đăng ký cho cháu dịch vụ xe đưa đón tới trường vào buổi sáng, chiều thì cậu hoặc người thân sẽ đến đón cháu về. Khoảng 17 giờ chiều ngày 29 tháng 5, cậu bé Hát tới trường đón bé như thường lệ thì được cô giáo cho biết, cháu Hát không đến lớp từ sáng. Hốt hoảng trước thông tin này, người cậu cùng nhà trường vội chạy ra xe tìm và phá cửa xe, cứu cháu Hát ra để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Cháu hát đã tử vong sau hơn 10 giờ bị nhốt trong chiếc ô tô đã tắt máy, đóng kín cửa và ô tô đậu ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng. Chẳng hiểu sao cháu bé ngồi ngay sau ghế lái, kể cả cháu ngủ mà cô giáo, lái xe không phát hiện ra quên cháu khi xuống xe. Chiếc xe chỉ chở có 9 cháu nhỏ thôi mà. Hiện, gia đình đang chờ mẹ cháu từ Đài Loan về để tổ chức tang lễ. Chiều tối nay mẹ cháu sẽ về đến nhà, một người thân của gia đình chia sẻ. Tài xế nhờ người lái xe hộ Lãnh đạo phòng lao động, thương binh và xã hội thành phố Thái Bình cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, tài xế chính của xe đưa đón học sinh trường mầm non Hồng Nhung đi làm dịch vụ chở xe du lịch nên nhờ anh N. 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe hộ. Chiếc xe đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung là ô tô 29 chỗ, có một giáo viên phụ trách đưa đón trẻ. Sáng ngày 29 tháng 5, xe này đón cháu hát và 9 học sinh khác đi học. Thường sau khi xuống xe, Tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh, quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng. Nhưng hôm qua, anh lờ mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Anh Nguyễn Ngọc Thái, một trong những người tham gia phá cửa xe đưa bé Hát ra ngoài cho biết, anh là phụ huynh có con học tại trường mầm non Hồng Nhung. Chiều ngày 29 tháng 5, anh đến đón con thì thấy hai cô giáo đang loay hoay mở cửa xe ô tô. Anh Thái đến hỏi thì biết được có một học sinh vẫn đang ở trong xe. Anh Thái vội vàng dùng hết sức bẩy tay gạt của cửa, tạo khoảng trống cho giáo viên vào trong bế học sinh ra ngoài. Khi bế cháu ra, tất cả giáo viên trong trường chạy ra rồi đưa cháu đi cấp cứu, nhưng quá muộn, cháu bị bỏ quên quá lâu trên xe, anh Thái chia sẻ. Khoảnh khắc cứu và đưa cháu bé ra, tất cả những người có mặt đều bàng hoàng, lo lắng vì chiếc xe đã đậu từ sáng ngoài trời, trong khi thời tiết hôm qua rất nóng bức. Khi cậu bé hát cùng người thân đổ xô ra chiếc xe, đồng thời liên hệ với tài xế nhưng không được. Do vậy, họ đã phải phá cửa chiếc xe để cứu bé. Cô giáo có điểm danh, biết vắng trẻ. Được biết, trường Mầm non Hồng Nhung sử dụng app Kids Online để phụ huynh điểm danh và theo dõi con em. Sau khi trẻ vào lớp khoảng 5 phút, giáo viên sẽ chụp ảnh từng trẻ và cập nhật lên app những em có mặt tại lớp và báo về app cho phụ huynh. Mỗi học sinh chỉ có một tài khoản và một máy được truy cập theo dõi. Nhiều phụ huynh cho biết, dù có áp hay không thì giáo viên cũng sẽ gọi điện về cho phụ huynh. Ngoài ra, trong lớp học cũng có camera theo dõi, tất cả phụ huynh đều được kết nối với camera. Theo báo cáo của công an thành phố Thái Bình, khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi. Quản lý thì phát hiện vắng cháu Hát nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T D A à, là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Được biết, sáng ngày 29 tháng 5, trường mầm non Hồng Nhung tổ chức tổng kết năm học. Phụ huynh rất đông, nhiều sự kiện diễn ra, học sinh tập trung tại sân trường đông đúc chứ không phân về từng lớp học riêng nên có thể đây cũng là yếu tố gián tiếp dẫn đến sự việc. Lãnh đạo tỉnh họp khẩn, công an khởi tố vụ án ngay trong đêm. Tối ngày 29 tháng 5, ngay khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh đến trường dẫn đến tử vong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp làm việc với công an tỉnh, công an thành phố Thái Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Đồng thời, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu T. ờ H. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Sau đó, ngay trong tối ngày 29 tháng 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án. Sáng nay, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm hỏi người nhà cháu Hát tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình. Bắt khẩn cấp cô giáo đảm nhiệm việc đón trẻ sau vụ bỏ quên trên xe khiến bé 5 tuổi tử vong. Thông tin này được thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, xác nhận với báo chí chưa 30 tháng 5. Thiếu tá Hoàng cho biết, Công an thành phố, Thái Bình đã triển khai điều tra, khám nghiệm tử thi. Nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp. Ngay ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Các lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn, thiếu tá Phan Minh Hoàng cho biết thêm. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 5, ông N. 5 L, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng giáo viên Quy. A đón cháu G, H, sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư và 9 học sinh khác đi học tại trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, có địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Khi đến trường, ông L mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T. D. A, à, cậu ruột của cháu, đến đón và phát hiện không thấy cháu bé ở lớp đã báo cho nhà trường và đi tìm, phát hiện cháu Hát bị bỏ quên trên xe ô tô. Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng cháu Hát được xác định đã tử vong từ trước đó. Qua sự việc xảy ra đau lòng trên, nhà trường cần phải để ý, siết chặt hơn công tác quản lý học sinh để phụ huynh an tâm hơn khi cho trẻ đến trường. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.